Sau gần 2 tháng triển khai cuộc thi ảnh My FPT University, ban tổ chức đã chính thức công bố kết quả chung cuộc vào sáng ngày 15 tháng 9 năm 2015 tại tòa nhà Beta trường Đại học FPT Hòa Lạc. Đến dự buổi lễ công bố và triển lãm ảnh có sự góp mặt đông đảo của các giảng viên, cán bộ, học sinh, sinh viên toàn trường. Được tham gia triển lãm ảnh này là em thực sự cảm thấy ấn tượng và cảm thấy thú vị khi mà trường FU của mình có rất nhiều những bạn sinh viên tài năng. Và thực sự thì em cảm giác là khi xem những bức ảnh này là em cảm thấy nó như được chụp bởi những nhiếp ảnh gia thực thụ. Là năm đầu tiên tổ chức nhưng cuộc thi ảnh My FPT University đã quy tụ được hơn 300 bức ảnh với nhiều bức ảnh đẹp có giá trị nghệ thuật về trường Đại học FPT. Cuộc thi không tìm được bức ảnh đạt giải nhất nên ban tổ chức đã chọn ra những bức ảnh đạt giải nhì, ba và khuyến khích. Ngoài hệ thống giải chính, ban giám khảo còn trao thêm 2 giải thưởng khác là giải triển vọng và giải khán giả bình chọn với tổng giá trị giải thưởng của toàn bộ cuộc thi lên tới gần 10 triệu đồng. Là một cuộc thi ảnh do ban tuyển sinh và công tác sinh viên trường Đại học FPT tổ chức, My FPT University là nơi để tôn vinh vẻ đẹp phong cảnh, cuộc sống và con người Đại học FPT qua lăng kính nhiếp ảnh.